Đây, mời tất cả mọi người nha. Ổi hả? Gia đình Thành xin chào tất cả mọi người nha. Tiếp tục video hôm nay, gia đình Thành sẽ mời tất cả mọi người cùng dùng món xài non chấm mắm ruốc, ba khía này mình chấm ổi nha mọi người. Đây, đây Thành có chuẩn bị ba loại trái cây nha mọi người. Đây là cốc non. Muốn chấm gì chấm. Đây xài non nha mọi người. Xài đó, giờ gia đình Thành sẽ mời tất cả mọi người dùng với gia đình Thành nha. Đây. Xài non nó kem. Xài non. Thì trước tiên là mình chấm sẽ thử thuốc. Chấm mắm ruốc. Đây. Chấm đâu mà ăn nổi đâu. Đây. Mời tất cả mọi người nha. Ba khía nha mọi người. Trước tiên là mình cầm cái này lên. Khía này là bằng khía muối nha mọi người. Bảy sáu muối. Khía sáu muối. Cái này gọi là ba khía sáu muối. Bằng khía muối. Ba khía sáu bảy tám. Thế là chính gốc mình Cà Mau không? Cái này em mọi người trước tiên á, mọi người rút cái nước cắn và cái bát xong á, cái mọi người cắn nước xào vô nó ngổi vô không? Khía này có gạch rồi, ngon. Wow. Thầy nãy quên sắc mỏng mỏng chứ. Tự quá. Cho mình quẹt á. Yeah.
xong mùa này Sài Gòn mất lắm luôn rồi. Sáng thành đi chợ là mua Sài Gòn có 50.000 ký. 50.000 ký mất thế. Bình thường là Sài Gòn có khoảng 30.000 ký thôi. Giờ Sài Gòn là tháng này không phải lên dạo này vô mùa. Thấy được quân cốc này cốc à, không biết là cốc Thái nào đó này chậm nhưng không lúa vậy. Cốc Thái cốc Thái này là có bên năm không? Bốn mùa, nhưng mà bốn mùa thì quá hết. Này lâu lâu có đặc sản mà mời tất cả mọi người dùng cũng ba khía chấm ổi. Mời cô chú ha. Bà khía này ai biết ăn mới ăn được, ăn với ăn khó ăn. Gọi là bà khía muối này nữa mặn. Bà khía này biết sao không? Có chén cơm trong trắng trời ơi. Nước bạc khía này chấm vô ngon luôn rồi. Đúng rồi đó. Chấm ổi rồi chấm gì đó. Xem mà ăn nói gì nhân kem. Không biết, con không biết rồi. Ăn thử ăn trộm hai này có đánh lộn không? Này ăn với Sài Gòn cũng được, bà kia cốc ăn Sài Gòn được rồi. Ăn với mắm này kìa, mắm là mắm con nguyên con chứ phải mắm như cốc này. Kẹp vô ổi hả? Ổi được, Sài Gòn cũng được. Ôi Sài Gòn chua lắm, mắm là chua. Vậy mà nó giòn đúng không? Thêm muốn nào? Cây cũng có nhìn con đang mất tham à. Cái này là chân của ba khế. Chân của ba khế. Đây là ba, đây là mẹ, còn đây là chị, còn đây là em, còn đây là anh hai. Chân của con đâu? Không có. Con này, con là ăn, con sẽ lấy ăn. À, ba khế còn thịt rất nhiều nha mọi người. Bị ăn. Mọi người ơi. Mọi người ơi. Mọi người cũng
nhiều. Ngon hả? Được không? Đây. Ngon nha. Ngon nha. Đu. Ngon nha. Chấm vô. Cắn luôn nha. Có nhân hộp á, có dĩ hơi nhẫn nhẫn, hơi đắng đắng. Chát chát. Đúng rồi. Đúng rồi, đắng thiệt. Đắng như hút. Đắng như hút vậy đó. Cố gắng cho ăn hết. Ba, mẹ mẹ với con ăn không nổi rồi, cha mới ăn nổi á. Ăn chảy nước miếng. Tại cha lớn mà cha mới ăn được hả? Cốc rồi mọi người. Ăn ba loại rồi. Mà con ơi. Nãy chuyện không nói chuyện. Bây giờ con nói chuyện dữ không? Anh ăn cốc. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Ẩm thực Thành Vlog. Xin cảm ơn các bạn.